Ngay sau khi tham gia cuộc gặp của các ngoại trưởng G7 về vấn đề Syria, thì Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã bay đến Moscow. Ông Tillerson là quan chức đầu tiên trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Nga. Chuyến thăm Nga lần này của Ngoại trưởng Mỹ đang là tâm điểm chú ý của dư luận, bởi chắc chắn ông sẽ đề cập đến những vấn đề nóng như Syria hay vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và quan hệ Nga-Mỹ. Dự kiến ông Tillerson sẽ có các cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 4.